Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về 3 mẫu linh kiện để giao khách. Đầu tiên là một đôi tép kèn RCF L850 từ 170 con 72 nắp nhôm xoắn khế. Một đôi bát 30 toàn giải cho một bác khách trợ lời trong bộ dàn sự kiện và bị chết một con rồi, và hôm nay lại lấy tiếp tục một đôi. Đấy, trợ dàn trong dàn sự kiện em nói thẳng luôn là chết một con, nhưng mà lại lấy tiếp là các bác biết là hàng chất lượng nó phải như nào và tiếng của nó rất là tốt. Sự kiện thì các cái loại loa công suất nhỏ này thì không thể tránh được là chết vì đánh ở cái không gian lớn. Và một đôi bát 40 từ 170 và côn 65 loại giá rẻ. Các bác cùng tham khảo các cái mẫu bát này để các bác chơi. Đặc điểm là dòng toàn giải đây thì rất là nhiều người sử dụng. Dòng này là của từ 140 và côn 51. Em bán thì có rất là nhiều năm với dòng bát này, thì các bác sử dụng loa sự kiện đều rất là thích cái dòng bát này để trợ lời, hoặc là các bác dùng loa gia đình nghe nhạc Poreno, nghe nhạc trữ tình thì nghe nhạc cái loại này rất là tốt. Trợ lời trong bộ dàn karaoke thì nó là siêu sáng, siêu rẻ và siêu hay. Của từ 140 và côn 51 xương đen, từ 140 côn 51. Dòng này là bát của nó là toàn giải. Tại sao người ta gọi là toàn giải? Vì nó là thuộc vào hệ như cả đồng trục đấy. Nó có 3 giải, bát, trung, tép. Đấy, bình thường cái loa bát này nó chỉ có bát thôi, nhưng con này nó có cả tiếng chép rồi. Gân vải tẩm dầu 3 gân và nón của nó như một cái phễu. Từ 140 và côn 51. Con này đánh trực tiếp không cần phải qua phân tần các bác nhá. Dòng này phải qua phân tần, nhưng dòng toàn giải này đánh trực tiếp không cần phải qua phân tần. Các bác sợ chết và chữa chết không? Dòng này là dòng để đánh trực tiếp các bác. Đấy. Để đánh trực tiếp từ 140 con 51 với giá là 1 triệu một đôi bát 30 toàn giải này. Và đây là một đôi tép RCF từ 170 con 72 xoắn nắp nhôm xoắn hình mùi khí. Mã là RCF N850 từ 170 con 72. Loại này nặng 5 cân một củ, chuyên đi đánh sự kiện lớn. Bích rất dày. Con này của nó là 1 triệu 7 một đôi, được bao ship. Đây là hàng rằng chất lượng cao. Đấy, dòng giờ xếp mà loại rẻ rẻ của em thì có 1.4 triệu thôi. Con này là hàng chất lượng cao. Và đây là một đôi bát 40 từ 170 và côn 65. Em làm cái thương hiệu là Lexo. Từ 170, đây là loại, nói chung là đây là loại giá rẻ, dán cái tem gì hay là bất kể một thương hiệu gì cũng được. Từ 170 và côn 65 xương nhôm gang đúc. Xương nhôm gang đúc, gân vải tẩm dầu. Cặp bát này ship toàn quốc là 1.450.000 từ 170 côn 65. 1.450.000 là ship toàn quốc. Và hôm nay thì em Tùng Nguyễn giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm, và các bác có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.